Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến và giới thiệu toàn thể các bạn một người anh từ khóa K19 của trường. Xin giới thiệu anh Hà Hải Long, hiện tại đang là chuyên viên của phòng điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai. Xin mời anh Hải Long sẽ cùng lên sân khấu, chúng ta cùng giao lưu và tọa đàm. Lời đầu tiên thì xin phép thay mặt cho những người làm chương trình xin được cảm ơn anh Hà Hải Long đã thu xếp thời gian để đến đây cùng giao lưu và tọa đàm với các em các sinh viên K31. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Vừa rồi trên màn hình thì chúng ta đã vừa chiếu những hình ảnh xây dựng của nhà trường, và có lẽ điều đó đã làm cho anh Long có gợn nhớ những kỷ niệm ngày xưa khi còn học ở Khương Trung. Anh có cảm tưởng gì ngày hôm nay về trường? Lần đầu tiên thì cũng cho em xin gửi lời chào đến các thầy cô, ban tổ chức cũng như là chào tất cả các bạn tân sinh viên của K31. Thì mình cũng vừa được xem cái video clip ấy để nói về cái trường của mình ở cơ sở mới này, thì đúng là rất là xúc động. Và trên đường lúc mà đi từ ngoài nhà xe vào đây thì cũng rất là bỡ ngỡ, bởi vì như cái khóa của mình ấy là khóa 19 ấy, thì cũng gọi là may mắn đấy là được học ở cả hai nơi, là cả nơi cũ, là cái trường cũ của mình còn rất là nhỏ ở bên Khương Trung ấy. Đấy, thì cơ sở thì còn rất là cũ. Và sau khi xây xong cái trường bên này, ngày xưa học ở bên Khương Trung ấy thì lúc nào cũng mong ngóng bên này, đi học là cứ tan về là đi qua đây xem trường bên này xây xong chưa, là cứ vừa học bên kia vừa ngó bên này. Đấy, thì cũng sau khi qua đây cũng được học cơ sở mới bên này, đã thấy là nó tuyệt vời hơn rất nhiều rồi. Và bây giờ về thì quả là rất là choáng ngợp, vì thứ nhất là trường đã xây thêm rất nhiều, cái thứ hai đấy là các cái cơ sở vật chất thấy nó thật là hoành tráng, cây cối có nhiều, ngày xưa không có cây cối, và cái hội trường sân khấu ấy nhìn quá là đẹp và rất là vui. Cái thời học là đi vào chỉ có một cái thư viện thôi đúng không ạ, và đường rất là lầy lội đúng không? Ngày xưa ấy là từ bên trường cũ ấy là cũng đã có một cái chỗ gọi là thư viện, thì ngày đó thì hầu như là chả có chỗ để ngồi đọc, chỉ có chỗ để chỉ có đi vào để gọi là mượn sách thôi, xong về đi photo, xong về giả lại cho thư viện. Nhưng mà sau khi sang bên này thì đã có cái thư viện, thì cũng đã có chỗ để cho sinh viên ngồi rồi học rồi vân vân rất nhiều, và có cả máy tính. Ngay đây có máy tính không? Máy tráng này ạ. Có thể nói là điều kiện học của sinh viên Thăng Long là bây giờ các bạn sinh viên được học những điều kiện chuẩn bị rất là tốt. Thực ra là rất là khó để nói câu chuyện để so sánh với cái thời điểm ngày xưa đi học ở Khương Trung. Một cái trường phải đi thuê, cơ sở vật chất không được như thế này, rồi chật chội hơn. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì theo Tiến được biết ấy, thì là các cái hoạt động đoàn thể, các cái hoạt động tình nguyện, rồi là các cái hoạt động ngoại khóa, các hoạt động câu lạc bộ của trường ngay thời điểm đấy, mặc dù trường rất là nhỏ nhưng mà hoạt động rất là mạnh. Lắm có thể chia sẻ điều này đúng không ạ? Vâng, thì đúng là như Tiến nói đấy, thì riêng cái khoản về hoạt động ấy thì phải nói các em phải cảm thấy tự hào vì mình là sinh viên Thăng Long đúng không ạ? Vì chính các em trước khi vào đây thì anh nghĩ là các em cũng đã trên mạng ấy, các em cũng đã tìm hiểu rồi, cũng đã biết về trường rồi, chắc chắn là có rất nhiều bài báo như là video nói về trường cũng như là các hoạt động của trường, đặc biệt của đoàn thanh niên của trường đúng không ạ? Thì từ ngày xưa ở bên Khương Trung cũng vậy, là trường thì tuy nhỏ, tuy nhiên thì các anh chị ở ban chấp hành đoàn ấy cũng như là các anh chị quản lý sinh viên vân vân, tóm lại là lớp trẻ của anh hồi đó ấy, thì hoạt động cực kỳ tích cực, và có rất nhiều những cái hoạt động gọi là hàng ngày, hầu như hàng ngày cũng như hàng tuần thì có những cái hoạt động, những cái sự kiện để làm cho trường, ví dụ như là văn nghệ, múa hát, hay là đặc biệt những cái đợt sự kiện ví dụ như là Halloween này, hay là Noel, hay vân vân, rất là các anh chị tổ chức rất là hay, rất là hoành tráng, và có rất nhiều những cái sự kiện ý nghĩa. Nói đến cái ngày xưa ấy thì đúng là cái hồi bọn anh ấy là tổ chức như thế là đã thấy là rất là hoành tráng rồi. Ví dụ như là cái đợt Halloween ấy tổ chức là các anh chị hóa trang rồi các kiểu vân vân làm, và thế là rất nhiều bạn ngất. Mà hồi đó cái khóa của anh là cái khóa mà nghĩa là đi chơi cuối cùng lại phải đi làm, đi chơi cuối cùng lại phải đến, là cuối cùng các bạn ngất rồi vào lại phải theo dõi rồi vân vân các kiểu, vì nó liên quan đến y tế một chút mà, thế là lại phải đi vào, lại phải đi hành đi làm. Hồi đấy là gọi là gây tiếng vang lắm rồi, rất hoành tráng. Ở cái hội trường là tổ chức ở công viên nước nữa. Thế nhưng mà đúng là sau khi mà ra trường và theo dõi thì đúng là càng về sau thì các em lại càng hay, càng sáng tạo đúng không ạ, càng hay càng sáng tạo, càng làm tốt. Đặc biệt vừa rồi có cái miết gì mà anh xem ở trên báo đấy, nói chung là các bạn tổ chức cực kỳ hoành tráng, và cái hội trường, cái gọi là ngày hội trường ấy thì ngày càng tổ chức hoành tráng.
Đúng là trường mình thì đúng phải có truyền thống nên là các em cố gắng là gìn giữ đúng không ạ? Càng ngày chúng ta càng sáng tạo và càng làm cho nó hay hơn nữa. Và những cái hoạt động trước đây thì anh Long được tham dự rất nhiều. Và tất cả những cái câu chuyện về các cái hoạt động đó đến bây giờ mình tích lũy lại thì theo anh Long thì nó giúp cho mình được cải thiện những kỹ năng gì? Và liệu cái việc mà mình tham gia nhiều câu lạc bộ như thế thì liệu nó có ảnh hưởng gì không? Thực ra thì đầu tiên phải nói về cái điểm mạnh của cái việc tham gia các hoạt động, tham gia câu lạc bộ cũng như là đoàn thanh niên ấy. Thì thứ nhất là các em được tiếp xúc với một môi trường gọi là trẻ trung, cùng lứa với mình cũng như là trên mình một hai khóa, các anh chị có kinh nghiệm hơn thì các em đã tự nhiên các em cảm thấy tự tin và các em cảm thấy vui. Chắc chắn là vui đã đúng không ạ? Vì tham gia hoạt động là phải vui đã. Cái thứ hai là các em sẽ học được rất nhiều từ các anh chị, học được từ những cái gọi là cách tổ chức đúng không ạ? Từ những cách tổ chức nói như thế thôi chứ còn khá là chi tiết. Nếu mà các em thật sự mong muốn gọi là ban tổ chức của một sự kiện ấy thì nó rất là phức tạp và rất là mệt mỏi đấy, nên là các em cũng có thể học được cái cách tổ chức. Cái thứ hai là đoàn kết hơn đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn trong các khóa với nhau là đoàn kết. Bây giờ thì anh không biết là các em có được học chung, nhưng như ngày xưa là những cái môn chung bọn anh ấy là các khóa là ngồi chung với nhau ở một trường lớn ấy, xong rồi phải ngồi xen kẽ. Đấy, xong rồi tự nhiên là phải nói chuyện rồi phải tham gia các hoạt động, khi mà tham gia các hoạt động rồi phải ngồi học chung các thứ như thế, thế là thành gọi là quen nhau. Nên là hầu như là cái khóa của anh ngày xưa ấy là các khóa nhưng mà các khoa khác nhau nhưng mà chơi với nhau nhiều lắm. Đấy thì cái mà các em học được là như thế. Rồi kỹ năng mềm, tham gia thì các em sẽ tự tin, các em sẽ có khả năng thuyết trình này, rồi các em sẽ có cái quan trọng đấy là các em sẽ có cái khả năng tự tin trước đám đông đúng không ạ? Vì nhiều bạn có thể ở đây học rất là tốt, chuẩn bị bài rồi làm rất là tốt, tuy nhiên khi đứng lên đám đông cái là có thể là quên hết đúng không ạ? Có ai như thế không? Có, chắc chắn là có nhá. Các em là tân sinh viên, xin lỗi. Các em là tân sinh viên thì trong quá trình đi học các em sẽ dần dần các em sẽ thấy là có những cái hôm mà dùng anh ngày xưa ấy là mình chuẩn bị bài rất là tốt rồi, mình còn đứng trước gương nói báo cáo vân vân các kiểu, thế tuy nhiên khi mà đứng lên trước các bạn này phát quên hết, không nhớ cái gì cả đấy. Thế thì các em khi mà đi tham gia các hoạt động kia thì các em sẽ được tự em thôi, tức là trong cái anh thì không dạy những cái đấy, thế nhưng mà trong quá trình tham gia cái đấy tự các em sẽ xây dựng trên người các em và tự các em sẽ phát triển cái kỹ năng mềm của mình. Xin cảm ơn anh Long. Một câu hỏi vừa muốn hỏi với anh Long là cái hồi mà Long vào trường ấy, thì chắc cũng đã tìm hiểu về trường, và bây giờ sinh viên vào trường thì các bạn cũng sẽ tìm hiểu về trường. Là một trong những cái điểm nổi bật của trường Đại học Thăng Long đó là học thật thi thật. Thì câu hỏi này xin hỏi thay mặt các bạn, vì nhiều bạn không tin, chắc là dọa thôi. Thì theo anh Long, anh sẽ chia sẻ một người đi học ra trường rồi, chia sẻ về cái chuyện đấy. Về cái vấn đề học thật thi thật ấy thì cũng phải nói với các em là trên cái bối cảnh mà các em cũng xem bây giờ đúng không? Trên mạng trên đấy thì cũng có rất nhiều những cái, hoặc là nghe bạn bè đúng không ạ, nhiều nơi nhiều trường ấy thì cứ bảo là học thì rồi phải gọi là cái gì nhỉ, cái gì mà chống trượt ấy, mua chống trượt hay là gì đấy, thì tóm lại là sẽ có rất nhiều những cái trường có cái thực trạng đó, và phải công nhận là có cái thực trạng đó ở cái Việt Nam này đúng không ạ. Đấy, tuy nhiên thì Thăng Long ấy thì cũng là một trong những cái trường mà gọi là khá là nổi từ cái thời của anh ấy về cái vấn đề gọi là học thật thi thật. Thì cái hồi đấy thì cũng nghe cũng bảo là học thật thi thật, thì quảng cáo thì đương nhiên bảo là quảng cáo về trường thì đương nhiên là phải hay đúng không ạ, khi ai chẳng thế thôi, làm marketing là quảng cáo thì đều phải hay đã, phải hấp dẫn đã. Thế nhưng mà lúc vào học ấy thì nó khác với cả những cái gì mình nghĩ, nó kinh khủng hơn. Ví dụ như là đi học là đã điểm danh là ba lần một buổi rồi. Một buổi học thì anh thấy nhiều bạn ngày xưa cái khóa anh thì có nhiều bạn cũng kiểu nhờ ấy, thì đi ra ngoài cái là bảo là đi ra ngoài khi nào điểm danh thì gọi liên tục, vì các thầy cô ở phòng quản lý sinh viên điểm danh liên tục. Ở đến lúc thi thì đúng là cực kỳ là nghiêm túc, ngồi thi thì nhiều người kiểu mang tài liệu, mang phao vân vân, sinh viên mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ kỹ càng, anh cũng chuẩn bị rất là kỹ luôn, tự làm đề cương xong rồi photo thu nhỏ vân vân các kiểu, lúc vào làm thì đúng là không thể hí hoáy được gì. Đấy, thì sau một vài cái lần thi đầu tiên ấy thì rút ra là đúng là trường mình làm thật, trường mình học thật đấy, thi thật đấy, nên là thôi học đi. Đấy, thế là một trong những cái mà cũng có thể sẽ khó khăn với một vài sinh viên, tuy nhiên thì nó cũng là một cái gọi là phần lớn sinh viên ấy thì chúng ta đều mong muốn cái việc là học thật thi thật, và chúng ta mong muốn việc gọi là fair play đúng không ạ.
đấy, chúng ta công bằng đấy, chúng ta vào học, chúng ta vào thi đấy, thì chúng ta làm sao mà tự nhiên quay sang bên cạnh thấy bên cạnh bạn ấy kỹ năng quá giỏi, bạn ấy dán vào đùi rồi in vào tay rồi vân vân các kiểu, bạn ấy làm 9 điểm, mình học thật thi thật được có 7 điểm, đúng không ạ? Đấy, thì trường mình là một trong những cái trường mà em thấy làm cực tốt cái vấn đề thi cử, nên là các em phải cố gắng là thứ nhất là chuẩn bị tinh thần là học thật đấy, và cũng phải yên tâm tự tin về ban gọi là ban giám hiệu của trường ấy, là luôn luôn là mong muốn các em là có kiến thức thật. Xin cảm ơn anh Long. Về câu chuyện học thật hay thật thì xin được chia sẻ thêm với các bạn. Bước chân Thăng Long đến bây giờ là 30 năm, và với 30 năm hình thành và phát triển, đây là những bước đi rất là gian nan của toàn bộ cán bộ giảng viên với những sinh viên của ba thế hệ. Và ngôi trường này chúng tôi muốn truyền tải các bạn rằng chúng tôi không chỉ đào tạo cho các bạn về kiến thức, mà chúng tôi sẽ đào tạo cho các bạn, dạy các bạn về cách làm người. Và một trong những tiêu chí đó là việc học thông tin thật, nó sẽ tạo ra công bằng và nó sẽ tạo ra tính trung thực của một con người. Nói về tính trung thực và để mà đào tạo như thế thì anh Long có thể chia sẻ là khi mình ra trường ấy, ở bên ngoài ta đánh giá cái bằng của mình như nào, ở bên ngoài ta đánh giá sinh viên Thăng Long như nào, cái bảng điểm của chúng ta được coi trọng không? Đúng rồi, cái vấn đề này ấy, thì phải nói là khi mà học ở trường ấy thì đúng là trong quá trình học cảm thấy rất là vui, rất là tự tin, rất là cảm thấy gọi là yêu trường và yêu nghề đấy, học thật đấy, và đến lúc thi nữa chứ, đến lúc thi rồi đến lúc làm tốt nghiệp, làm đề tài tốt nghiệp vân vân, báo cáo qua hội đồng linh các kiểu thì thấy nó tự tin lắm, nó hay lắm. Thế thì khi ra trường xong thì anh cũng bắt đầu đi xin việc thì cũng cảm thấy rất tự tin vì mình vừa ra trường đấy, thế thì mình lại có cái bằng cũng khá là đẹp, thế mình đi mình xin việc mình cảm thấy tự tin lắm đấy. Thế thì đúng là khi đó thì vẫn không biết, không gọi là có khái niệm về vấn đề dân lập với cả công lập, nó gọi là chênh nhau, hay là nó gọi ngày xưa người ta dùng cái từ kỳ thị ấy các em ạ. Đấy, thì ngày xưa nó không có cái khái niệm về cái việc đấy. Thì đi xin, thế thì lúc mà đi xin thì đúng là bắt đầu cũng đã vướng phải một cái khó khăn đầu đời đấy, là vấp ngay vào đấy, là khi mà đi xin là bắt đầu người ta đưa cái sự đánh giá ra, thế là mình cố gắng mình giải thích, mình cố gắng mình gọi là vừa quảng bá vừa giải thích vừa thể hiện bản thân vân vân. Tuy nhiên thì người ta cũng gọi là cũng có ghi nhận, nhưng mà gọi là nếu mà ghi nhận 100% hay là chưa thì là chắc chắn là chưa. Ngày đấy như anh, nếu mà anh ước tính chắc khoảng chỉ khoảng 30-40% là gọi là đồng ý cái việc là bằng công lập, bằng dân lập, còn lại là công lập. Bởi vì cái quan niệm của người ta ấy là cứ công lập đã, xét đã, đúng không, ưu tiên đã, sau đấy khi mà đủ hết rồi bắt đầu về dân lập đấy. Thế thì nhưng mà sau quá trình đấy thì anh xin việc thì cũng gặp được một vài những cái người thầy, thì người ta cũng gọi là những cái người mà người ta học ở nước ngoài về ấy, cũng may mắn đấy, phải gọi là may mắn nữa, người ta học ở nước ngoài về, người ta có những cái tư duy nó rất là mở. Thế thì người ta cho mình cơ hội, cái quan trọng là người ta cho mình cơ hội đã, chứ còn mình cũng chưa mong muốn là mình một phát là mình xin được vào ngay. Thế là người ta cho mình cơ hội để được thử. Thế thì đúng là cái cơ hội đấy thì anh sẽ phải nhận ngay, anh sẽ phải nhảy vào để làm. Thế thì trong quá trình mình làm đấy thì người ta ghi nhận và người ta cũng khá là bất ngờ vì những cái kỹ năng của mình có, và cũng như là những cái gọi là sự tự tin vân vân của mình. Thế thì như anh thì thế là đi làm thì trong quá trình mình làm mà như anh là đi thử việc mất gần một năm đấy, thử việc mất 8 tháng đấy, là đi gọi là làm xin đi làm. Hồi đấy là làm do là một cái dự án đấy, dự án thì nó liên kết với cả cái khoa ở trong bệnh viện. Thế thì cũng xin đi làm theo, và trưởng dự án đấy thì cái ông đấy, thầy mà anh nói đấy, thế thì người ta làm thì người ta cho mình cơ hội. Thế thì trong khi mình làm thì mình, thứ nhất là khi mà người ta tổ chức đào tạo, mình đã là một cái người tổ chức cực kỳ ok rồi, tổ chức một buổi đào tạo cực kỳ là tốt đẹp và thành công, là người ta đã ghi nhận mình. Cái thứ hai đấy là vấn đề ngoại ngữ. Ngoại ngữ thì ở đây chắc là bây giờ có thể là thậm chí là hơn ngày xưa bọn anh. Ngày xưa bọn anh học ở trường mình ấy thì có một cái điểm mạnh nổi tiếng hơn so với cả các nơi khác, đấy là khi ra trường là về vấn đề tin học này, ngoại ngữ này, cũng như là các kỹ năng mềm là các em đã hơn được rất nhiều các bạn ở các cùng trong lứa ở trên trường công lập. Đấy, thế là một cái nữa là về vấn đề ngoại ngữ cũng như là tin học mình khá là ok, thế là người ta cũng tốt, thế là người ta cũng tin tưởng. Thế xong rồi quá trình làm việc 8 tháng như thế thì người ta ở khoa người ta ok rồi, người ta bảo là đồng ý, ông ấy làm việc rất là tốt, ok thì người ta sẽ đề xuất lên trên bệnh viện, đề xuất lên trên gọi là phòng nhân sự của bệnh viện đấy, để được ký hợp đồng, được làm việc.
Thế khi đề xuất lên là lại gặp một cái khó khăn còn to hơn cái khó khăn khi ở khoa, đấy là lãnh đạo của bệnh viện cũng như là mọi gọi là chuyên viên ở trên đấy, thì ngày đấy hầu như là trong mắt họ thì không có bằng dân lập, không có bằng dân lập mà lại chỉ có bằng công lập thôi. Thế thế nên là anh là một, anh vẫn kể với cả các bạn của điều dưỡng của các khóa sau anh ấy đấy, thì là một trong những người mà anh ấy là đi xin việc là vào bị giám đốc đuổi ra 3 lần, bị giám đốc bệnh viện đuổi ra 3 lần. Trung Quốc Anh bây giờ giám đốc bệnh viện Bạch Mai vừa vào là hỏi vào thấy là chào chào chú với là đi ra ngoài, thì chú biết rồi, chú biết hết rồi. Lần thứ 3 thì cho nói 2 câu đấy, thế thế là thế học thế nào, bằng gì đấy, xong rồi nói xong đi ra ngoài không đồng ý đấy, thế thì xong rồi cũng khá là vất vả. Thì nói chung là cũng mình cũng cố gắng thôi. Thế thì cũng là một cái may mắn nữa, đấy là khi mà mình làm việc như thế, thế là cả một cái tập thể mà cái nơi mình làm việc ấy, người ta tin tưởng mình. Thế là cả một cái tập thể đó người ta viết gọi là giấy gọi là bảo lãnh ấy, như là bảo lãnh ấy. Đấy là cam đoan, cam kết là ông này là làm việc được và mong muốn nhận ông này. Đấy, thế thì người ta viết cho như thế thì giám đốc bệnh viện cũng nói là đồng ý sẽ cho thử việc, gọi là chính thức của bệnh viện có quyết định thử việc đấy 3 tháng. Thì trong 3 tháng đấy mà có vấn đề gì thì tất cả các tập thể kia chịu trách nhiệm. Thế cuối cùng thì anh cũng hoàn thành được cái 3 tháng đó và ký hợp đồng và cũng làm việc đến bây giờ đã gần chục năm bệnh viện rồi. Đấy. Thế thì mà quên nói tiếp về cái vấn đề là mà nói tiếp là vì cái bằng dân lập ngày xưa nó vất vả như thế. Đấy, thế thì tuy nhiên thì trong quá trình khi mà đi vào làm việc ấy thì anh cũng phải cố gắng hết sức, thứ nhất là quảng bá hình ảnh của bản thân, thứ hai là quảng bá hình ảnh của trường cũng như là thể hiện cho người ta biết ấy. Đấy, thế thì càng ngày dần dần cái, anh không biết là tất cả các bệnh viện trên cả nước cũng như là các cơ quan khác trên cả nước thì có như vậy không, tuy nhiên thì như ở bệnh viện anh thì là anh thấy là có một cái sự thay đổi gọi là cực kỳ lớn đối với cả gọi là về cái vấn đề nhìn về vấn đề dân lập. Đấy, thế thì người ta sẽ càng ngày càng dần dần càng xin. Thế thì khóa anh là được một mình anh vào bệnh viện Bạch Mai, khóa sau anh là được thêm 2 bạn nữa vào bệnh viện. Thế thì cứ dần dần như thế và cuối cùng người ta sẽ có cả người ta có cái nhìn khác về mặt về cái bằng dân lập, và đến sếp anh đi đâu ấy, về sau khoảng 2-3 năm sếp anh đi đâu quảng cáo là mày học Thăng Long đi. Học Thăng Long rồi đi Thăng Long rồi nó học ra nó làm được nghiên cứu đấy, học ra nó tiếng Anh nó ok đấy, và học ra nó tự tin, nó báo cáo vân vân, ở các hội nghị thoải mái tự tin lắm vân vân. Thế là mọi người đồn tai nhau, thế là đi học rất nhiều. Thêm một cái điểm mà gọi là cũng may mắn nữa cho mình nữa, đấy là có các trường dân lập khác nữa, ví dụ như là cái gì cả Thành Tây này, Đông Đô vân vân, các trường ấy. Thế thì trong quá trình các trường đấy cũng đào tạo và sinh viên các trường đấy cũng vào và so thì nó lại có một cái gọi là khác biệt hẳn so với sinh viên Thăng Long. Những cái trường đấy thì đúng là cách biệt so với chúng ta rất là xa, anh phải nói là như thế. Nên bây giờ viện anh cũng như vậy, cũng có khá nhiều người đi học ở các trường xa xa như vậy. Thì tuy nhiên thì gọi là thực trạng anh phải nói với em đấy là học để gọi là cho nó có cái bằng cấp, học cho nó xong. Còn nếu mà nói học Thăng Long thì ở trường anh bây giờ nhìn là ở viện anh bây giờ nhìn là nó có mắt nó khác lắm, và mọi người khuyên là nên học Thăng Long chứ không nên đi học ở các trường khác. Thế nên là cái vấn đề dân lập ấy càng ngày nó càng có khoảng cách, nó càng xóa mờ so với công lập rồi. Bởi vì bây giờ người ta nhìn là làm việc hiệu quả, giống như các em có thể gọi là thực hành dựa bằng chứng đấy, đúng không ạ? Vậy tôi không cần biết ông làm như thế nào, tôi giao cho ông 1 tuần ông cứ làm được cái việc này tôi giao đấy, còn ông làm bằng cách nào đấy là việc của ông, đúng không ạ? Tôi cứ nhìn vào kết quả, còn ông nói là ôi ông làm cách này hay vân vân vân, nhưng sau 1 tuần nó vẫn chưa làm xong cái việc đấy thì không có kết quả, đúng không? Thế nên là bây giờ cái vấn đề về bằng cấp ấy nó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Em phải yên tâm cái việc là như thế, em cứ học và ra các em có cơ hội, các em thể hiện bản thân, các em làm tốt, các em được nhận, thế thôi. Xin cảm ơn anh Long rất nhiều. Đây là một câu chuyện đi xin việc rất là khó khăn thời điểm đó. Tuy nhiên là bây giờ thì nó cũng có rất nhiều sự khác biệt rồi. Và rõ ràng là từ trên góc độ của anh Long thì là làm ở bệnh viện Bạch Mai. Và giới thiệu các bạn, bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện lớn nhất Việt Nam. Nó được gọi là bệnh viện đặc biệt, chứ không phải là loại 1 hay loại 2 cả, và một mình nó nằm một chỗ, nó đặc biệt. Vì thế là cái việc xin việc ở Bạch Mai nó đương nhiên là sẽ rất là khó khăn bởi vì lớn như thế. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì thực ra thì từ trên góc độ của một doanh nghiệp thì đối với quan điểm của tôi thì cái tấm bằng nó không quan trọng. Người ta sẽ chỉ trả lương cho các bạn với đúng cái giá trị làm việc của các bạn mang lại giá trị cho người ta như thế nào thì người ta sẽ trả lương cho các bạn như thế.
chứ người ta không trả lương vì bởi vì một cái bằng đẹp đó. Vì thế chúng ta sẽ phải luôn tích lũy và chúng ta trau dồi rất là nhiều kiến thức, kỹ năng cứng có, kỹ năng mềm có, để làm sao để cái giá trị bản thân của chúng ta nó càng ngày càng tốt hơn. Và với thời lượng phía sau của chương trình, và chúng tôi rất là muốn là một chương trình tương tác, đồng nghĩa việc là các bạn chúng ta sẽ thực sự thoải mái và chúng ta tự tin đặt những câu hỏi dành cho những vị khách mời của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì anh Hải Long đến từ bệnh viện Bạch Mai chắc chắn là sẽ có rất là nhiều câu hỏi, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm sẵn sàng chia sẻ cho các bạn khi mà các bạn đặt ra những câu hỏi. Và có lẽ là tôi với Long thì sẽ đi xuống phía dưới để gần hơn với các bạn sinh viên, thì chúng ta sẽ có một cái môi trường tương tác nó gần hơn, nó thân thiện hơn, và chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi hơn. Một tràng pháo tay các bạn được không ạ?